các bác đã đến với gian hàng bình giữ nhiệt công nghệ USA à. Với rất nhiều các loại bình thì các bác đang chọn loại nào là... Hôm nay thì em sẽ đăng tải tới các bác các anh nhà mình là từ 1 lít rưỡi này 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít và hôm nay có cả mẫu bình lửa lít nữa Đầu tiên là mẫu bình lửa lít để các bác anh nhà mình đeo theo bên người Thì em sẽ mở cái bình lửa lít cho các bác anh xem Bình lửa lít này thì nó sẽ khác biệt với những dòng dòng khác các bác anh nhé Nó rất là dày và chắc Và inox của nó sẽ là inox 304 Giữ nhiệt thì sẽ là 4 lượt giữ nhiệt luôn cái này các bác mang một ấm trà hoặc ấm cà phê thì các bác anh nhà mình có thể giữ nóng bỏng cả ngày luôn. Đấy, bên trong của nó nha, inox rất chi là dày và có cả cái chặn trà luôn. Đây là cái lửa lít, em đang có cả màu trắng có cả màu xanh các bác ạ. Thì nói đến đâu sẽ báo giá đến đấy để cho các bác anh nhà mình được biết nhé Với cái lửa lít này em đang đang đưa tới các bác anh với cái giá là 230 000 loại xịn. Đấy còn tới cái bình mà 650 còn lớn hơn nhá. Có màu xanh có màu trắng. Cái này thì hiện tại là em Thảo cũng đang dùng mẫu này. Giá này em đưa tới các bác anh thì mình có 160 000 đồng trên một chiếc thôi. Với e lốc của nó thì cực kỳ là xịn luôn. Đấy nhưng mà nói chung với các bác là nó thật là tiền nào của đấy với cái y lốc mà 230 lít kia nó sẽ dày hơn cái 650 này. Nhưng mà tùy theo như em thì em chỉ dùng cái 650 này thôi. Giữ nhiệt thì nó sẽ được ít hơn nhưng mà nó cũng rất là chất lượng luôn nha các bác anh nhé. Đấy và em sẽ có cả mẫu bình 1 lít nữa các bác anh ạ. 1 lít đây. Đấy. Đây là 1 lít thì sẽ có cả màu xanh và màu trắng các anh ạ. Một lít thì nó vẫn là cái mẫu bình cao cấp giống bình lửa lít kia Cái này thì các bác anh nhà mình để nước lạnh, nước đá cả lửa ngày thoải mái cho em Đấy, mà đựng trà cái này, cái cho các bác xem cái inox miệng của nó đây Siêu dày luôn Rồi, quá là ok các bác anh ạ Một lít nhé và giá của nó thì đang là 250.000 đồng trên một chiếc. Và ngày hôm nay thì với cái bình cỡ to để cho các bác anh nhà mình uh pha trà đựng nước rồi đấy em sẽ có bốn size bốn kích thước cái giá của nó rất chi là rẻ các bác anh nhá đấy và đưa tới các bác anh nhà mình cái mẫu bầm bình hầm hố đi bình hầm hố thì hiện tại hôm nay là em sẽ có một lít hai một lít rưỡi và hai lít cho các bác xem cái hai lít đi hai lít này thì hôm nay độc mình cái hai lít này là nó sẽ được là um, kèm theo một cái lắp phụ nhé cái 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 nút ấn ấy. chỉ có cái hai lít để mới có thôi các bác anh ạ và với cái này thì em cam kết các bác anh nhà mình có thể dự đá ba ngày cho em Giữ đá 3 ngày cho em nhé Mở cho các bác anh xem Lắp lắp phụ thì khi mình lắp lắp phụ thì mình phải cất lớp chính đi Chứ không phải là lắp một lần được hai cái liền Đấy các bác ấn là rút nước ra nhé Đấy đậy lắp to vào Sẽ có một ca giày và riêng dòng này là Inox e 316 được tặng kèm theo Đai bên trong Có màng lọc pha cà phê Đấy, Các bác nhìn này có dây đai Rất chi là dày sờ vào cái lớp dày như này cho các bác anh nhà mình được xem này Siêu là dày luôn nhé các bác anh nhé và cái này thì nó là 2 lít Nó đang là có giá là 450.000 đồng cho một bình Cam kết với các bác anh nhà mình giữ đá 3 ngày cho em Và với bác nào đang cần cái bình 2 lít Thì sử dụng mẫu này được kèm theo lắp phụ Còn bình lít rưỡi với bình lít 2 là không được kèm Em ra mở một cái lít 2 và cầm Cầm một cái lít 2 và một cái lít rưỡi cho các bác xem Cầm luôn cả cái lít rưỡi nữa luôn Đây là một cái mẫu bình hầm hố Một cái mẫu bình mà được rất nhiều các bác trai ưa chuộng luôn có chống sốc, có thanh ngang Tất cả những dòng bình này các bác lưu ý là sẽ có thanh ngang nha các bác anh nhé sẽ có thanh ngang, thế cho nên là nó sẽ rất chi là an toàn, đấy thanh ngang mình để đi, mình để cho đây, các bác lên để như này để chống đổ chúng vỡ nhé. Thì em cũng báo giá luôn từ các bác là cái một lít hai, thì giá của nó đang là ba trăm ba loại xịn có một lít rưỡi nó đang là ba trăm rưỡi gọi là mẫu bình hầm hố i316 ba một sáu siêu giữ nhiệt luôn ở cái mẫu bình này luôn. Các bác uh, trong cái mùa hè nóng bức này các bác anh nhà mình đi làm đấy ạ, các bác cần có một uh, ấm trà hoặc ấm nước nóng để mang theo bên người thì đây là một cái mẫu bình tốt nhất số 1 luôn. Đấy, tốt nhất số 1 luôn, 1 lít 2, 1 lít rưỡi nhé. Đấy và đây là mẫu bình hầm hố như các bác vừa mới xem này. Thì bây giờ em sẽ quay về bốn cái mẫu bình công nghệ USA là một cái mẫu bình mà có pha cà phê. Cái này là cái 1 lít 3 nha các bác anh nhé. Tới bộ bình em sẽ mở cái 1 lít 3 cho các bác anh nhà mình được xem. Đây là cái 1 lít 3 các bác anh ạ. Đấy. Các bác anh nhìn này, đây là một lít ba với cái lắp cào nó cực kỳ là xịn, lắp giữ nhiệt này, mở về bên trong. À, với cái mẫu bình này thì một 316 nhá, em sẽ mở về cái phần lọc trà. Đây các bác nhìn này. Cái này thì sẽ có kèm dây đai cho các bác anh nhà mình nhá. Cái này có chống sốc để ngang như các anh mua về nhớ để ngang cho em. Đấy, để ngang này tránh đổ vỡ và cái này em cam kết cho các bác anh nhà mình để đá 3 ngày luôn. Với mẫu bình này giá của nó đang là 340.000 một lít 3. Đậy vào và em sẽ để ngang luôn đấy để cho các bác anh nhà mình được xem nhé. Đấy, đây, để ngay như này Tới cái 1 lít 7, đây là 1 lít 7 này 1 lít 7 thì giá của nó đang là 308 Còn 2 lít của nó là 410 Còn 3 lít 2, em sẽ mở 3 lít 2 cho các bác anh nhà mình xem 3 lít 2 đây ạ 3 lít 2 thì là một cái bình mà sẽ thay thế một chiếc phích uh, ở trong nhà Và em cũng đã đưa tới các nhà trường, các công ty lớn tới tất cả uh, những công ty các khối đoàn thể mà đang muốn đặt làm quà tặng ấy thì các bác anh cũng đang tặng cái quà bình giữ nhiệt rất chi là nhiều trong cái thời tiết nắng nóng này đấy và đây là cái 3 lít hai nhé các anh nhé nó đang có giá là 570.000 được tặng đai chống sốc cái này thì hoàn toàn là inox 316 nếu như muốn để trong nhà mà thay thế một chiếc bình thủy tránh đổ vỡ thì bác sử dụng cái này cho em và mang đi công trình mang đi các nơi rất chi là tiện ích lúc nào cũng có một ấm nước nóng và giữ đá thì được 3 ngày thoải mái cho em rồi cực kỳ là ok đấy là bộ 4 nha các bác anh nhé còn về sang cái bình 3 lít 6 ở bên này 3 6 thì nó lại giá của nó lại thấp hơn các bác anh ạ. 3 6 thì giá của nó lại thấp hơn đấy. Đấy, đây là 3 6 nha các bác anh nhé. Đấy, em mở ra cho các bác anh nhà mình xem. Cái này thì em đang có màu xanh và màu đen thì em cũng không lựa chọn màu đâu. Các bác cứ đặt mẫu, đặt em gửi thôi nhá Nó như nhau nên nó chỉ hơi tan than một tí thôi. Đấy, em mở cho các bác xem này. Cái này cực kỳ là ok, đi nó phun miệng luôn. Và giá của cái này thì nó chỉ có 550.000 đồng thôi. 550.000 đồng các bác anh nhé. Cái này thì không có đai đâu và cũng có chống sốc đặt ngang luôn. Đặt ngang cho các bác anh xem này. Có một cái lắp ca rất chi là to, pha trà, pha cháo, pha mì tôm đều rất chi là ok. Có một lắp giữ nhiệt cực kỳ là tốt. Cái này các bác để trong nhà để an toàn tuyệt đối. Còn mẫu bình to trên kia nhà em nhé. Em sẽ mở cho các lấy cho các bác xem. Đấy, bình to này thì em sẽ có 6 lít này. Em có 6 lít, 8 lít, 10 lít và 12 lít. Đây các bác anh này. Đấy, cho các bác anh nhà mình xem nhé. Cái này thì nó đang có giá là 300 là 6 lít Các bác anh nhà mình nhà hàng các quán ăn Hoặc là các bác muốn giữ nước nóng nước lạnh Trong gia đình để uống ấy Thì đây một cái bình y lúc cực kỳ là chất luôn nhá Kim gửi cho các bác em tháo vòi em cho ở bên trong này cái này nó đang có giá là 300.000 đồng cho một cái em miễn phí ship Còn uh, những cái lớn kia thì nó là uh, hơn 300 một chút xíu thôi nhá Các bác anh nhá Đấy em có 6 lít này, 8 lít, 10 và 12 lít Thì cái này em chưa lắm rõ về cái giá của nó thì bên đơn vị em sẽ nhận giao xỉ và lẻ từ tận nhà các bác anh luôn để bác nào anh nào mà đang xem được cái video này đang cần tới những mẫu bình chất lượng này các bác nhớ liên hệ trực tiếp tới em nhé và đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh để em sẽ gửi tới các bác tất cả những cái sản phẩm hay của bên em cảm ơn các bác đã theo dõi video và gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em ghi ở trên màn hình các bác nhá cảm ơn các bác nhiều ạ